Bây giờ nó tới 50 độ. Nó tới 50. Tại thường thì anh cái rượu nó 50 độ à, đúng 50 độ, nhưng mà anh ngâm vô rồi thì nó sẽ giảm xuống. Nó giảm xuống. Rồi rượu này giống còn nếp mà nếp đỏ đó. Chứ mà nếp ấy thường à. Mà nếp trắng rồi nha. Đỏ đó. Có mượn cái hồng kẻ. Chứ tôi không xin nước. Nếp trắng. Hồng thử cái hồng kẻ mười lăm giờ mười một giờ mười lăm giờ mười lăm phút là tao thức rồi nhưng mà ta còn nằm nướng rồi đỏ nè vàng nè.